Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý nhà hậu tâm, mắt nhìn cuộc đời căn ra. Kính thưa ân nhân tài trợ Harvey Kinger, hôm nay mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến tại xã Bình Thạnh, phải không Phó? Xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Được biết ông Đặng Văn Phụng, 68 tuổi, bệnh tai biến bại liệt, nằm một chỗ, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Hôm nay mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã vận động 1 triệu đồng, 1 thùng mì và 1 chục gạo, 800 ngàn tiền mặt cho ông. Được sự tài trợ của ông Harvey Ninser Kinner. Thì anh ơi, anh bệnh vậy ngay được bao lâu rồi anh? 5 năm rồi. 5 năm vậy hả? Rồi. Dạ, anh ơi, rồi bây giờ anh có tự ngồi được không anh? À, có ngồi phải có người đỡ. Rồi ăn uống bây giờ người rút tự ngồi rồi, ngồi rồi có múc được ăn không? Không được, tay chân rút. Dạ. Rút. Tay chân này vậy hả? Dạ. 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 Tay chân co rút ở trên rồi giờ vậy là không múc không ăn được. Dạ. Vậy ăn ăn là chỉ nằm ăn thôi. Dạ. Cá dạ. Kính thưa quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân, hôm nay mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến cái trao tặng cho phần quà cho ông 1 triệu đồng, phần thùng mì và chục gạo là 800 ngàn tiền mặt. Vậy kính mong quý nhà hảo tâm mắt nhìn cuộc đời ca ra xem qua để biết hỗ trợ thêm cho mắt nhìn cuộc đời Bến Tre đi hỗ trợ nhiều hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật.